Xin chào mọi người nhé, chào mọi người đã đến với kênh của mình. Nay không quay cái máy cưa nhưng mà quay lên dụng cụ trèo cây cho anh em. Dụng cụ trèo cây cho anh em thì bữa nay đang cố gắng làm tích cực lắm anh em ơi. Đang cố gắng tính làm tích cực lắm. 500 một bộ, chuyển tiền trước em bao ship. Còn nếu anh em không chuyển tiền trước thì anh em đặt hàng thì anh em thanh toán luôn cái tiền phí vận chuyển. Thì mẫu bữa nay là cái dàn khung rất là dàn khung rất là dày và chắc to cỡ đây anh em. Thì bên em đang bán và tự sản xuất rồi tự bán luôn nên không qua bất kỳ một cái khâu trung gian nào, và hàng thì tự tay toàn máy bãi làm. Thì đây là những cái đơn mà toàn máy bãi đã lên đơn một sấp đây nha anh em. Thấy là tất cả đây là có địa chỉ hết này, có số điện thoại. Đây là chưa có một số cái đơn là chưa có ghi tên vì là nhận qua tin nhắn, đôi khi là phải gọi lại để xác nhận. Cửa đây, ở trên đây nó khoảng tầm hơn 30 đơn nữa. Hơn 30 đơn mà cái hàng đi thì phải tầm gần 40 bộ khoảng đó. Thì hàng là có rất nhiều anh em đặt giúp người nhà nữa. Đặt giúp người nhà nên là có những người lấy 2 bộ, 3 bộ. Thì rất cảm ơn anh em đã quan tâm và ủng hộ toàn máy bãi trong suốt cái thời gian vừa qua. Thì cựa với toàn thì làm rất là kỹ, sắt thì dày, mũi cựa mài rất là bén, còn anh em mà muốn làm cái mẫu hai cựa thì mình không có làm đâu, nên là anh em muốn làm hai cựa thì anh em có thể đặt ở chỗ khác, vì bên mình chỉ làm một cựa thôi. Một cựa thì chèo đã ớn rồi chứ hai cựa làm gì, và hai cựa như thế nào, hoặc là bốn cựa như thế nào, ba cựa như thế nào, hoặc là một cựa như thế nào thì anh em nên tự tìm hiểu và đánh giá. Còn bên mình là bán mẫu một cựa, và cái hàng của mình thì sắt này anh em, dày cực kỳ dày luôn, dày to dài như tây anh ạ. Thì hàng chắc chắn lắm nên anh em không phải lo. Rất nhiều anh em đã đặt hàng và comment ngược lại hàng rất là tốt đó anh em. Một đôi nó như thế này, một cặp nó như thế này, thì anh em đi thì khi anh em xỏ vào chân á thì anh em nhớ là luồn cái cổ chân vào trước này anh em này, luồn cái cổ chân vào trước và đạp xuống đó anh em, hiểu không? Luồn cái cổ chân vào trước đạp xuống này thì cái chân của mình nó vừa khít, tức là anh em nên căn cái tầm này. Có thể là cái chân của anh em nó lớn hoặc nó nhỏ, thì mình làm cái sắt này nó dày nhưng mà nó dẻo anh em nhé. Cái sắt khung này nó dày nhưng nó dẻo, thì anh em có thể uốn đập cúc vào hoặc là nhả ra theo ý thích của anh em. Và thêm hai cái vòng khuyên đây, để anh em cột dây. Ở bên dưới thì mình cũng trang bị cho anh em một cái dây thun để cột. Anh em thông cảm nhé, thợ làm cái này nên là cái chân nó hơi dơ đó anh em. Khi mà đi vào chân thì nó sẽ như thế này, cái cựa nó xỉa vào trong đây, thế anh em đạp nó sẽ bám cây rất là tốt. Và mình sẽ trang bị cho anh em ba cái nấc tăng chỉnh ở đây, ba cái nấc tăng chỉnh để anh em có thể điều chỉnh chân. Anh em người cao hay là người thấp thì đều có thể tăng chỉnh ở đây được. Và cựa bên mình thì có trang bị cái mút xốp. Cái mút xốp này anh em thấy nó là cái mút rất là dày và đi rất là êm chân. Mình đã cố gắng trang bị cho anh em một bộ nó rẻ tiền nhất và nó
hữu ích nhất và đảm bảo nhất. Anh em hãy like và đăng ký kênh giúp Toàn Máy Bãi. Và anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0947207718. Nếu anh em ở gần thì hãy đến tận nơi xem hàng. Và cũng có rất nhiều anh em, cũng có rất nhiều anh em khu vực miền Bắc, miền Tây đã ủng hộ. Thì mình có một số đơn đây, thì mình sẽ quay luôn cho anh em. Đây anh em, anh này ở Tiền Giang này, anh này Krungpa Gia Lai này, anh này ở đường Nghĩa, thành phố đây Kiên Giang luôn đấy. Còn đây là Đồng Nai này, 950.000 cộng ship này. Đấy là hàng của mình là ai không đặt, không chuyển tiền trước thì cộng thêm tiền ship thôi, rất là đơn giản. Mình chỉ nói sơ qua vậy để giới thiệu cùng anh em qua cái mẫu cựa này. Hàng thì đóng đến tối rồi vẫn còn đang đóng để kịp cho ngày mai chuyển hàng đi. Cái thùng đó anh thấy nó sao ấy, nó nhiều lỗ quá hả? Anh thấy cái thùng nó lỗ, em thay cái thùng khác đi, hoặc là lồng đôi nó vào, em thay cái thùng khác đi. Cái đó để đóng cái khác được, lót được. Đó, đang làm thùng để chuẩn bị đóng anh em. À, cảm ơn anh em nhé. Có mấy cái đơn máy cưa anh em, có mấy cái đơn máy cưa thì để ngày mai mình review và báo lại cho một số anh em cái mẫu mà anh em đang dặn á. Tức là anh em nói là test thử cho anh em cái con máy 0024 á. Đó, test thử cái con 024 cho anh em thì để ngày mai mình test cho. Đây con 024 này. Thì ngày mai mình sẽ test con 024 này cho anh em. Và anh em cố gắng đón xem nhé. Con 024 này rất là đẹp. Đó, lam nhưng chưa có xích. Rồi, xin chào anh em và hẹn gặp lại. Chào anh em. Anh em nhớ đăng ký và like kênh giúp Toàn Máy Bãi nhé. Xin chào.